Dạ, xin chào quý vị khán giả thân thương của kênh Trang TV. Wow, mấy anh chị đi mua hoa Tết quá chừng luôn. Hiện giờ thì Trang đang có mặt tại con đường là Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp. Dạ, Trang đang đứng ngay một cái chỗ, một cái vườn cây bán rất là nhiều hoa giấy mà đủ màu luôn nha. Có cây màu hồng nè, màu đỏ nè, màu cam nè, màu vàng nè. Quá trời là đẹp, đủ loại hết. Mà mấy cây này bự ghê ha. Đẹp thiệt chứ, cái này mà buổi sáng mình đi cái mình bật áo dài chụp hình xinh lắm ha quý bà cô chú anh chị. Không biết là hôm nay quý bà cô chú anh chị đã đi mua hoa để trưng Tết chưa. Bữa giờ thì Trang có mua mấy cái chậu hoa baby, nó gọi là cúc bông xôi mà Trang hay gọi là cúc baby á. Nó dễ thương, là Trang thích trưng cái chậu đó nên là Trang mới mua rồi. Nhưng mà mẹ Trang thì rất là thích cái cây hoa giấy này nè. Hôm nay thì Trang với lại bé Nương đang đi ở ngay đường Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp để đi xem cái không khí Tết bây giờ. Mà nguyên một con đường này nha, dọc nguyên con đường này luôn là bán hoa rất là nhiều luôn. Ở đây là nguyên một khu dài xuống dưới, và bên kia nữa quý bà cô chú anh chị đó, nguyên một cái dọc ở đằng kia luôn, đèn sáng đèn đó là cũng là một dọc bán hoa luôn. Thành ra nếu mà quý bà cô chú anh chị nào mà mình ở Sài Gòn mà bây giờ mình đang muốn mua hoa để mình trưng Tết mà mình chưa biết cái chỗ nào để mình mua, mình lựa chọn, thì mình có thể ghé cái con đường Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp này nha. Dạ, nó là nguyên một con đường dài luôn mà Trang thấy đủ lại luôn. Hồi nãy là hoa giấy nữa ha, rồi ở đây là có những cây hoa mai nè, đủ cỡ luôn. Có ôi lên hoa rồi nè, lên hoa rồi á, đẹp ha. Thấy có hoa là thấy có không khí Tết rồi. Tết đến rồi. Quý bà cô chú anh chị mình mua khô bò nè, mua bánh tét nè, mua chả lụa nè, mình thủ ở nhà là xong, mình mua thêm cây hoa để mình trưng Tết luôn là đủ. Wow, đẹp quá nè, đẹp chưa? Ồ, cái này mà buổi sáng ha, mình đi ha, mình bận đồ xinh cái là quá trời đẹp. Bên đây là đó của chú chị bự chưa, hai bên đường luôn nha, đều là chợ hoa hết, rất là đông nghẹt luôn. Nãy giờ nhiều cô chú anh chị đi mà mình ghé vô để mình hỏi giá mua hoa. Rồi thường mấy cái công ty xí nghiệp á, họ hay mua những cái chậu cúc mà bự như vậy nè, cúc hay là vạn thọ bự lắm, bự như vậy nè, để trước các doanh nghiệp của mình đó. Nhìn nó vàng ươm cả khu luôn. Rồi bây giờ mình đi cùng đi thăm dạo một cái dòng của cái chợ hoa của Phạm Huy Thông này hen. Đẹp quá. Hình như là mỗi cái thế của cây ấy là đều là tạo. Đây là cái hoa giấy màu hồng nè. Đó. Rồi có những cái cây hoa giấy từ từ thôi. Có những cái cây hoa giấy, cái này như cũng là hoa giấy nhưng mà cái kiểu nó khác hả ta? Nó màu tím. Nhưng mà như cái này không phải là hoa giấy, cái này mới là hoa giấy nè. Nhiều loại lắm, Trang thì Trang không có rành về hoa lắm. Nên quý bà cô chú anh chị nào mà thấy thì góp ý giùm Trang. Đó, cây này cũng đẹp quá ha, màu trắng luôn. Rồi đây là nguyên một cái cây mai lớn. Ồ, có những cây đã ra hoa rồi nè. Năm ngoái sư phụ Hương Dừa là cũng cùng với lại các anh chị em xóm trọ bán hoa. Dạ, vui, hồi đó là vui lắm. Mấy hôm mà Trang ra là vui. Bữa tối Trang ra Trang phụ dọn dẹp thôi, Trang cũng thấy là vui, mặc dù là rất là cực á. Năm nay á thì anh bận quá, thành ra là anh không có giới thiệu được. Ồ, cây này lạ quá, cây này Trang cũng chưa biết tên. Cây này Trang ít thấy, thường là đây là cái loại hai mà Trang thích nhất nè. Đó, cúc mâm xôi, cúc baby, đẹp quá. Thường là chắc giờ này mình sẽ mua mấy cái nó còn nhỏ ha, chưa nở ha, nhưng mấy cái này thì nó nở luôn rồi nè. Nha. Yeah. Rồi xong mình có cúc hoa lan nữa. Đó, mấy chú mua rồi, giờ mấy chú chở về nè. Đẹp quá, cúc hoa lan lên bông hết luôn ha. Rồi có mai con nữa nè cô chú anh chị, nguyên một dọc mai con luôn, nhiều loại để mình lựa chọn ha. Đó rồi, đây để mình đi một vòng luôn để chị em giới thiệu luôn. Đây, đẹp quá, mấy anh chị cũng đang lựa hả Tết. Tội mấy anh chị tiểu thương ở dưới quê lên bán mấy ngày luôn. Giờ mấy cô chú anh chị đi mua hoa cũng nhiều lắm rồi đó. Dạ, ui, đẹp quá. Cái này là hoa gì ta? Cái này là Tết Trang hay thấy mẹ Trang mua lắm. Mấy cái giỏ này mà mình trưng ở ngay ban công ở trước nhà mình á, đẹp lắm nè. Màu hồng hồng mà có màu đỏ nữa. Hoa này là tên gì hen? Mấy Nương biết không? Hoa lan. Phải không? Phải không? Hoa lan. Rồi đây là hoa màu gà nè, đẹp quá. Đây cúc mâm xôi, hoa vạn thọ. Đó,
cái này mà mình bận một chiếc bà ba thôi, mình đi con đường này cái mình xin vô chụp hình thôi là cũng đủ ảnh Tết luôn rồi. Dạ, chào chị. Đây, đây là ớt. Ớt cho ớt kiển. Rồi, đây là hai màu gà. Thường thì là Tết là người ta hay trưng cúc bạn thọ ha. Cúc bạn thọ, cúc Barbie với lại hai màu gà nhiều. Rồi có cây tắc nữa nè cô chú anh chị, hay gọi là cây quất. Đủ loại luôn, có cây thấp, cây cao luôn, nhiều lắm. Rồi đây là một cái sạp của bán mai con. Mai nhỏ 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 nhỏ. Có những cây lên hoa này nè. Không biết cái này là lên hoa hay là chú gắn vô ta. À lên luôn rồi đó. Đẹp quá. Mình đi cái chợ hoa này cái mình thấy Tết tới nơi rồi luôn. Bữa giờ là mình phụ, mình bận mấy ngàn ở nhà thành ra không có đi đâu hết. Cái hôm nay đi rồi mới thấy là không khí Tết đang cận kề. Wow, hoa bạn thọ nè. Đủ màu luôn. Màu cam, màu vàng. Đẹp quá. Hôm nay Trang đi chơi chợ hoa sớm để Trang thăm một người em của Trang, cũng trong nhóm đệ tử sư phụ Khương Dừa. Dạ, em bán bông. Thành ra hôm nay Trang đi chợ hoa để kiếm cái sạp của em mà nãy giờ không thấy. Đẹp quá. Ui, cúc baby. Đẹp quá, đây bán mai. Ủa đây nè. Bé Lệ nè. Dạ, em chào cô. Dạ, chào chị. Dạ, chào bé Lệ. Dạ, em Trang, dạ, bạn của bé Lệ trong nhóm anh Khương. Dạ. Bữa nay gặp YouTube rồi, bữa nay nhìn nha, mới biết ngoài á. Dạ chị. Dạ, em chào chị. Em tên Trang, chị tên gì hả chị? Ra đây đi, mình ra đây mình đứng đi cho nó thoáng. Dạ. Chị tên gì chị? Tên xấu lắm. Sao tên xấu? Ở đó cha mẹ đặt cho tên xấu lắm. Dạ, tên gì mà mắc cỡ như vậy? Tên mắc cỡ không? Không, cái tên thì cũng như ai nghe quen, ai nghe đà lạ cũng hỏi lại 20 lần luôn á. Dạ. Đó, đặt tên Lội. À, tên Lội hả chị? Đặt, dạ. Nó nói là Lội trong lội biển á, chắc vậy á. Trong lội biển. Nhưng mà trời là có mình chị, sao chị mới hỏi tên đi khóc luôn vậy? Không có. Thôi chảy nước mắt luôn vậy. Dạ. Nhưng mà có mình chị là tên Lội hay là đặc biệt thôi, hay là anh chị em còn ai tên đặc biệt không mà chị có ngại? Có chứ. Cũng như đó cha mẹ đông quá đặt, cũng như có tên thì đặt cái gì đó, đó đặt tên Lội, xong rồi đặt tên đứa em có tắm tên Biển. Dạ. Biển thì tiếng Non. À là Lội Biển Non. À. Rồi tiếp theo còn không chị? Tên Mướt nữa. Mướt. Dạ Mướt, thằng em Mướt và tên Dũng Hương. Dạ. À đó. Mương. Vũ Phương. À Vũ đúng Phương rồi, dạ. À, sao tự nhiên cái em muốn bị lạc khỏi cái thế giới tên đó vậy? Anh Khiêm biết hỏi nha, hồi đó hỏi nó ủa sao mà đặt con kia kỳ vậy, khi ai hỏi tên nó ủa sao kỳ vậy, khi hỏi tên ủa hay tên Lội hả? Ờ dạ tên Lội. Ừ. Đứa người nói sai không à. Dạ. Còn nước anh cũng như mấy người anh đầu đặt cũng tên đẹp đẹp không à. Dạ. Mấy tại là đặt lại nhiều quá mà hết cái đường đặt hay gì á. Dạ. Trời ơi, chị là mẹ của bé Lệ rồi đây, y chang luôn ha cô chú anh chị. Y chang chang luôn mà thiệt em chắc là phải gọi là cô đúng không, nhưng mà thiệt là tại vì thật ra là trẻ quá, nhìn nhóm chị em hơn là không nói là tưởng là chị em chứ không nghĩ là mẹ con. Anh chị em chứ đâu phải mẹ con. Ờ nhìn là thấy chị em không phải mẹ con đâu, giống chang chang à. Đúng không? Dạ giống chang chang luôn. Y chang. Dạ đây là bé Lệ. Là Cẩm Lệ là cũng là cháu của anh Cương luôn. Dạ bé Lệ hôm nay phụ mẹ bán cây. Đây là cái gian hàng của em là từ đâu đến đâu? Dạ gian hàng của em từ cái chậu, mấy cái chậu màu đỏ này. À. Xa tới cái này, cái cây mà đeo bao lì xì á. Trời ơi xa dữ vậy luôn hả? Dạ. Xa dữ vậy luôn, xa đến cái cây mà bao lì xì luôn. À, cái cây bự á. À vậy là của mình là chỉ bán mai thôi, chuyên bán mai thôi. Dạ đúng rồi, bán mai thôi. À. Ủa mấy cái này là nhà chị trồng hay sao chị? Dạ đúng rồi, là nhà trồng rồi bán. Nay cũng khoảng mùa mấy chục năm rồi. Ghê vậy chị? À, tại bán tại Đồng Tháp Cao Lãnh á. Dạ, nhưng mà năm nay là chị lên đây bán? Dạ, năm nay tính là đổi chợ coi nó ra bán sao. Dạ. Cái năm nay bán thấy chắc năm tới chắc quay về cho cũ á. Dễ thương. Nói mà cái cười dễ thương. Dạ. Thương mới lại là làm biên tập của team Khương Dừa. Cũng là một biên tập rồi là làm quản lý thí sinh của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn luôn. Bữa rồi bé lại làm được mấy anh chị, mấy cô chú mà tham gia thí sinh đó chị, thích lắm.
thích lắm, khen khen mới lại rất là lễ phép nè. Cái thứ hai là kỹ. Dạ. Kỹ lắm, nhắc mấy mấy cô chú là làm cái gì với lại chăm sóc lắm. Nhưng mà thí sinh cô chú nào tới ăn uống xa là bé Lệ thu xếp hết. Rồi bé Lệ lên Sài Gòn làm có kể chị nghe chuyện làm sao không? Cũng có kể này nọ gì tùm lum tên à. Chung chung mấy chị nó đội nó hỏi mấy chị tốt, con nó đỡ tốt biết. Con mới lên này nhỏ mấy chị thì cũng thấy ngại. Dạ. Ngại. Không ngại đâu, với lại ngoan lắm chị, ngoan lắm, chịu chịu thương chịu khó lắm. Dạ. Nhưng mà vậy là giờ sáng là vẫn phải làm công việc hỗ trợ anh Khương những công việc biên tập rồi xong rồi tối ra đây bán. Dạ, lúc nào mới chạy ra chị gì đó. Bán vậy là bao nhiêu lâu, từ từ hồi ngày nào hay ha chị? Hồi lên cũng nhiều khi 26 lên đây á. Dạ. Gần sáng có 2 giờ mấy 3 giờ gì á. Giờ là ăn ở đây luôn. Dạ. Rồi có cái hai cái võng vậy thôi nằm hả chị? Mà có võng á, không có nằm. Ủa rồi hai mẹ con nằm chồng lên nhau hay sao? Ôm nhau ngủ hả hay sao? Có, em thì ở đây phụ canh mẹ cho tới khuya. À. 12 giờ 1 giờ xong em chạy về nhà. Rồi em đem đồ về rồi xong cái sáng em chạy ra. Là mẹ về ngủ. Không, mẹ ở đây mẹ. Ồ, mẹ khỏe giờ sao không đổi ca chị, không chia ca ra như là chị làm ca tối khuya đúng không? Thì bé Lệ làm ca sáng để chị về nhà chị ngủ. Về nhà biết đâu không biết đâu vậy. Ai về với bé Lệ nè? Đây à? Không, chở lại ở đây luôn. Thì ban ngày mẹ em canh, tối thì em canh cái mẹ em nằm nghỉ, em bán vậy đó, đổi ca lại. Ồ, bán mẹ cũng vất vả ha. Cái vụ cực thì không sao, nhưng còn có tiền được rồi, vụ cực cũng sao, về nhà cũng như cái Tết về mình ngủ. Dạ. Yeah. Bây giờ hôm nay mà bán sạch là Tết về cũng ngon liền. Ngon. Mà nếu nay bán chỗ này giống như nằm nằm trên đông lo không? Lo không? Rồi năm nay bán không biết làm sao đây nữa. Mà chị giới thiệu em đi, em rất thích mấy cái mai nhỏ 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 như này, mà em có một điều thắc mắc á là sao mà mình canh được cái mai nở đúng ngày á. Có nhiều cây nãy em đi em thấy là nở hơi sớm, thành ra không biết sao để mình canh được, như trồng sao mà canh được vậy. Mình trồng á thì họ nhỏ, mình trồng thì mình tưới phân thì hút dưỡng thì mỗi bữa tưới lần à, cứ đúng như vậy. Còn cái nước thì mình một ngày tưới một lần, khô quá thì mình ngày tưới hai lần. Mà tưới nhiều quá nó bị ô nước, nó bị chết nữa. Rồi mình phân thì cũng mỗi bữa tưới lần, xịt thuốc thì tuần xịt hai lần, xịt bệnh. Ủa giờ em về em mua cũng phải xịt, cũng phải tưới phân rồi xịt bệnh vậy hả? Dạ. Em mua về em để nhà em mà đúng cũng rồi, không chỉ khách hàng mà mua về là Tết mình chưng xong không là sẽ nở hết, là không có hẹn á. Để cho nó nuôi cây chứ mà không mà gì mà để luôn là nó nuôi là nó bị suy cây á. Là hư cây luôn, là chỉ chơi có Tết này thôi, không được chơi mấy Tết sau. Chị nở xong chị đẻ bớt, xong cái chị tưới nước bón phân để cho nó đầm ra lá, lá này lá non nè. À, này là lá non. Là nó sẽ nở xong sẽ ra lá già. Nó sẽ xanh. Cái này là cùng một loại hết hay sao chị, hay cho em thấy chia ra hai bên nè? Không, một loại á, tại mình chia giữa. Nhưng mà cái dáng của nó khác nhau đúng không chị? Như cái dáng này em thấy nó xòe, nó nghiêng nè. Giấy thắt đổ hả? Ờ đúng có rồi, nó nói chung là mình tùy theo mình chữa nữa. Dạ. Như mình thích cây nào mình chữa đứng, chữa nằm thì tùy theo mình chữa hả? Không phải tự nhiên. Cái cây này cũng đẹp nè, cái cây này chị, cây sau lưng chị á. Đó, cây đó xòe ra nhiều nhánh á. Xum xuê, ồ cây này nè, vươn thẳng lên cao luôn. Không, tại mình thích cái nào mình chữa cái nấy à. Dạ, cây này dáng cũng đẹp quá chừng nè. Ồ, nhiều ha. Nhưng mà giờ nếu mà lựa thì lựa sao chị? Cách lựa sao ta? Tại sao? Tại như em muốn lựa một cái cây mai em chưng cho nó đẹp á thì em nên lựa sao? Để lựa, nói chung mình thích cái kiểu dáng nào thì mình lựa theo dáng ấy à. Vậy hả? Ồ. Như thích. Như cái nào gọi là đẹp? Như dáng đứng, dáng nằm hay gì, dầm thi dầm người bán khóa chịu dáng đứng, rồi người khóa chịu dáng nằm, tùm lum tên à. Dạ. Nhiều dáng mà đâu đúng chị rồi. chị có dáng nào mà được ta người ta thích hay thích không chị? Được yêu thích cái, không? Không biết cái nằm bán cái chợ này tên tỉnh ha. Dạ. Nói chung mà dán nằm gì nè. Dạ. Đó. Đây có cô chú mua mai. Con chào cô chú. Dạ đi chờ Tết hả cô chú? Dạ đây để bé lại giới thiệu cho chú nè. Giới thiệu cho chú bán mai. Coi mình ở trong có nhiều cây đẹp lắm. Về bắt đầu là cô chú đi xem để mua
hoa, lựa hoa chuyên Tết rất là đông. Dạ. Đó, nguyên một con đường luôn bên này nha, rồi cả bên kia nữa. Dạ. Nhiều loại lắm. Giờ chị lựa giùm em đi. Ủa còn có mai cao nữa hả chị? Dạ, có mai cao, mai tàn. Dạ, cái này là hôm nay mới 27 thôi. Thành ra là nó chưa có lên bông hết, bắt đầu nè, là cái này giống như cái này là nó búp búp nè. À là mốt nó tưới nó xin nó nở rồi, đó không? Vậy em không dám xịt nước nhiều, sợ nó bung ra nó nở. Ừ, cái này là mỗi sáng phải đi chăm không? Mỗi sáng là sáng phải em xịt cho nó sơ qua cái như mát cho nó mát cái bông á. Ờ. Còn cái nào mà khô quá thì mình mới tưới thôi. Ồ, như cái cây này là cũng bắt đầu lên bông rồi nè. Đúng rồi. Rồi núp 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 lên nè. Đó, có mấy mày này là mai cao này chắc mắc hơn hả? Giá của mấy cái cây mai cỡ này là sao em? Này tùy heo cây chị. Dạ, bán heo cây hả? Cây to. Đây em giới thiệu thử đi, tại vì lỡ có nhiều cô chú nước ngoài hay là ở Việt Nam nè xem clip của chị á mà kiểu như muốn mua mai á, cái xong mà thấy lựa cây này giống như nha. Ờ thấy cây này mà giờ cô chị nói ví dụ thôi nha. Như cây này vậy đi mà em bán 1 triệu đi, cái cô chú ôi tối chen ơi lấy cho cô cái cây 1 triệu liền sao được. À. Nên là giờ em thử giới thiệu một lượt thử coi. Đây. Đây cái cây này nha. Và dạ, đây cây số 1. Giống như hai cây này nè, là giống như là nó tương xứng như là nó là một cặp luôn rồi. Đâu cây này nha, à, đây cây số 1. Cái này nè. À, dáng của nó nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nào mà chưa có thấy dáng á thì mình post lại cái clip, mình dừng lại để mình xem. Cái dáng này nó khác nhau giùm em xòe ra ha. Đúng rồi, nó xòe ra. Cái này nó cũng xòe. Cái này nó cũng xòe luôn mà cái này giống như là nó đủ tàn hơn cái này một xíu thôi. À, cái cây ở trong này thì đủ tàn hơn. Cái này là bông nó cũng nhiều đó chị. Ừ. À người ta xem là người ta xem bông nhiều hay ít nữa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái sợ của người mua là thường mua về họ chỉ sợ là một là nở hoa sớm thì nó còn đỡ nha. Ừ, hoặc là nở hoa trễ thôi, sợ không nở kịp thôi. Thì không. Mình có cách nào ấy không? Cái này là mai của em là ngay Tết luôn á. À. Ngay mấy cái mùng mà mình chân Tết luôn. À. Cái này là mình về mình muốn nở nhanh thì mình tưới nước nó nhiều. Mình tưới nước mình xịt lên cái mấy cái nụ hoa nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ nở. Nếu mà nó đang nó nở nhiều quá mình hạn chế lại, mình hạn chế nước lại. Cái này hai cây này là em bán bao nhiêu? Dạ là giá 1,5 triệu một cây. Ồ, cây này là 1,5 triệu một cây nha cô chú anh chị, chiều cao là bằng ngang con mắt của bé Lệ. Đó, là hai cặp này đầu tiên là 1,5 triệu. Rồi, mình đến cái mức giá thứ hai đi. Đó, cái cây này cao hơn nè ha. Đúng rồi, cái này nó to hơn. Dạ. Đây cái cây này cao hơn. Dạ. Hai cây này cũng ngang nhau ha. Cũng xòe ha. Đúng rồi, cái này tán nó nhiều lắm, này nó xòe lắm tại vì em để nó sang gần nhau ha. Đúng rồi, em để gần vậy luôn. Rồi nó có bị hư cây không? Nó có bị ảnh hưởng không? Không sao chị không? Ờ. Bây giờ nó tại vì nó chưa có ra hoa, nó còn đang búp đúng rồi, nó còn đang búp nhánh nhánh đây. Thành ra cô chú anh chị khó dòm á. Bắt đầu 28-29 nó ra nhiều ha. Bắt đầu nó ra thì sẽ dễ hơn đúng không? Cái này thêm bao nhiêu? Giá 2,5 triệu. Cao hơn. Ừ. Nhưng mà thường cái giá nó quy định theo cái chiều cao của cây với lại cái nụ hoa. Giống như cái này đây, cái này thì nó tán nó ít hơn nhưng mà nó không có bằng cái này. Cái này 2 triệu. Tại vì cái này nó tán không có đều bằng cái này. À. Cái này tán nó đều với lại bông nó nhiều hơn. Đúng rồi. Đây là nó thấy nhiều hơn, một cái cành nó nhiều hơn. Tiếp ạ. Còn mấy cây bên đây thì tùy theo cây 1,5 triệu cũng có. Ừ. Như cây mấy cây to cao nè, 1,5 triệu. Ừ. 1 triệu. Tùy theo cái chiều cao với cái nụ của nó nữa. Ừ. Đủ giá hết luôn chú anh chị, đủ tầm luôn. Cô chú anh chị nào mà nhìn nhà, kích thước nhà mình như thế nào á thì mình có thể lựa. Dạ. Mình muốn lựa cây to, cây nhỏ vậy thì tùy. Trang là hôm nay chắc Trang mua mấy cây nhỏ đó chứ nhà Trang nhỏ xíu à. Trang mà để cái cây to này vô là hết chỗ ở. Có mai mà để bàn ông địa á. À. Em cũng có mai nhỏ nhỏ này nữa nè. Cái này hay quá, cái này nó xoắn ha. Cái này xoắn là biết sao nó xoắn không? Sao? Tại vì cái lúc mà mình ương hộp á. Ừ. Là mình sẽ quấn cái rễ nó thành vòng tròn á. Ừ. Thì lớn lên nó sẽ ra dáng này. Ừ. Còn cái thân này mình sẽ uốn là do mình tác động mình quấn dây. Cái thân á, nên nó theo cái chiều dây. Cây này thì bao nhiêu á lẹ? Cây này thì có 1,5 triệu nè. Ồ.
xưa giờ chị Trang tưởng mai là mắc không á, nhưng mà thật ra mai cũng có nhiều giá rất là phải chăng nha. Đó, như cái cây này là chỉ có 150 win, mấy cây này được 150 hết không? Dạ đúng rồi, với lại cái này là loại cúc á, cúc 36 cánh vậy, cho nên là chân nó rất là lâu, lâu tàn lắm. Còn mai tàn thì 5 cánh, 8 cánh. Hay quá, mà trồng mai vậy cực ha. Ba mẹ em chắc cả năm á, cứ quay lên hai đôi hai đôi hai. Nhưng mà mai thì hả, cực thì cực cả năm, mà bán chỉ được có một một đợt Tết thôi. Đâu giờ bé Lệ lựa cho chị đi, lựa cho chị hai cây mai con đi. Nhỏ 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 vậy nè. Bây giờ chị thích là nó uốn éo hay là sao? Chị muốn nó thẳng, nó vuông tầm ra. Cái giấy này nó đẹp đẹp á. Thôi bây giờ tùy với lựa, biết với Lệ lựa đi chứ chị là chị không không có rành. Kìa kìa, khách vô, tiền vô, tiền vô, cho chị. Cái đó 1,5 triệu chị ơi. Hả? 1,5 triệu. 1,5 triệu có bớt không? Dạ không, em nói sát giá luôn chị ơi. Chi phí em vận chuyển này nọ nữa. Có gì xuống xem chị. Dạ, có gì xuống xem, có nhiều loại lắm. Bút trong này cũng có nữa. Dạ. Chị thích cái dạng này hay là hẳn rồi luôn? Thôi giờ bé Lệ lựa cho chị hai cây đẹp đi, hai chậu đẹp đi. Hai chậu hả? Ừ, hai chậu nó đẹp đi. Cho em lựa, em lựa giờ cái nào đẹp. Ý cái này đẹp nè. Thì đó, giờ chị coi cái nào được thì em lấy cho. Vậy thôi chị lấy cái cây trong này đi hả? Nhiều khi em thấy đẹp mà cặp mắt chị nhìn lại khác. Cái này đúng không? Đúng rồi, chị lấy cây đó đi. Để Trang sẽ mua để gửi tặng cho ba mẹ của bạn quay phim. Anh Khương vừa thì hôm nay anh đã về quê rồi. Đó, cây này đi ha. Như bàn tay xòe ra vậy đó, thấy không? Y chang, xòe ra. Nhưng mà nó nhanh nở quá sớm không ta? Không. Nè đây, chị đây chị thấy, nhìn thấy không? Đây nó chỉ có mấy cái bông là nó nở thôi. Nhưng mà chị nhìn đây, đây nó đang bung nè, đó. Đang bung nè. Nè đây nữa nè. Tại cái này là chị em không có dám tưới nước á. Bây giờ về là chị cứ tưới nước vô phải không? Thì chị xịt á, xịt có cái bình xịt mini á, chị xịt lên đây. Ok, lấy chị cây này đi với lại một cây gì nữa đi, để hai cây chung nhau luôn, để hai bác chân. Hai bác bạn gia đình bạn quay phim là rất là thương Trang, hỗ trợ Trang với bạn quay phim bữa giờ bán khô bò nè, cái hai bác cho Trang mượn một góc để của nhà để Trang làm. Đó. Rồi về một cây nữa đi. Hai cây. Okay. Thành ra là nay Tết nè, thì mình sẵn có dịp mình ủng hộ với Lệ thì mình mua cây để hai bác ở nhà, hai bác chưng ở cửa hàng luôn cũng vui. Dạ. Yeah. Tại vì hai bác cũng rất là thích cây kiểng. Đó. Cực ha, bán một cây mai cực lắm. Trồng rồi xong rồi phân bón với bao nhiêu rồi trở lên đây bán được có mấy ngàn tá thôi. Cái này nó hơi nghiêng ha. Nghiêng ha, tại vì cái dáng cái thế nó đã vậy rồi. Từ nhỏ thế nó vậy rồi. Rồi để em kiếm cái hai cây. Kiếm cái này thẳng đi, chị thích cây thẳng ha. Cây này nó xòe ra vậy nhìn nó đã ha. Chị thích cái ma xòe ra vậy nè. Để đây có sao không ta? Sợ nó ấy. Nhiều lắm, nhiều dáng lắm. Có mấy cái dáng này cũng đẹp nè. Nhiều dáng lắm không chứ chị? Có gì mình cứ ra mình lựa. Ôi cái đó bự quá. Cái đó bự hơn cái này. Dạ. Có mua hai cây ngang ngang nhau á để về về cho nó... Đây cũng được nè hả? Này nó ấy quá. Ấy hả? Còn cái nào không? Đây là chị muốn cây này không? Tại hơi sát ha, là mình khó lựa. Cái này mà kiểu mình có rộng hơn á, cái không gian nó rộng hơn á, cái mình coi nó sẽ tiện hơn. Hồi em bán nó khi nào mới nghỉ với lại? Dạ em bán khi nào mà hết thì thôi. Hết mới nghỉ ha, rồi lỡ cho mùng, bắt đầu mùng thì sao? Thường chị thấy người ta bán nó 30 là trưa 30 người ta về đó. Thì nếu mà cố gắng bán tới 30 còn thì xe chở về chứ. Mà năm nào em cũng bán vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Mấy năm trước là em ở tỉnh em bán hả? Dạ đúng rồi, năm mấy năm trước thì em bán ở Cao Lãnh. Có năm nay là ở Sài Gòn thôi. Dạ, năm nay thì lần đầu tiên lên đây bán thử. Cái này nó nè, đồng cái đó không hả? Dạ. Đồng không? Dạ chắc cũng được rồi đó, không sao đâu. Dạ. Được không, anh ấy mình đi kia khác. Dạ.
Mà cái này nó ít nhánh đúng không? Ít tàn đúng không? Ừ. Rồi thôi lấy cây đó đi, cây lệ đi. Dạ. Cái này mà về chắc là phải mỗi ngày lệ phải qua nhà chị á. Có giờ cố định đó, như là 8 giờ hay 7 giờ đó. Cái em qua nhà chị để em tưới cây, em chăm cây. Thật ra cái này thì chăm cũng dễ thôi. Ừ. Tại vì có nhiều. Em là massage cho cây hả? Không, tại vì mấy cái sơ dừa này nó bung lên em ném cho nó chắc. Ừ. Chị chỉ tưởng tôi chiêu ở đây là phải massage cho cây. Cây nó mới phát triển được. Như thế này chị bắt đầu là chị chân xong đúng không? Ừ. Xong chị muốn nó phát triển nhanh á là chị thay cái chậu. Chị bón chị thay cái phân nó mới. Ừ. Để cho nó cộng cái bầu ra, nó cóc đất nó ăn. Xong chị tưới phân, bón phân nó sẽ nhanh phát triển hơn. Ừ. Được ha, chăm cây được, chơi cây là phải là một lần đâu mà hoài luôn chứ. Đúng rồi. Hai cây này của em là nhiêu, cây này nó hơi cao nè. Ok, không sao đâu, để hai bát chân. Hai này của em là bao nhiêu? Thì em bán giá là 300 một cây. Nói cho chị nha. Ủa cái này em có ship không? Cái gì mấy cô chú nào mà ở đây cái mua về nhà, cái em có ship không? Có. Là em có đặt xe về để giao cho chú mà. Mấy cây mình nhỏ nhỏ như thế này nè. Ờ. Mình nằm trong khả năng em giao được á thì em tự giao luôn. À, để em đi giao luôn. Đúng rồi. Nhưng như mấy cây mai tàn nó to quá em không chở được thì chắc em thuê xe. Vậy hai cây này em chở cho nhà chị đi, xong rồi cứ mỗi sáng 8 giờ là chị bắt đầu chị dậy giao ra khu bờ thì em qua em tưới cây. Cứ vậy á thì mỗi ngày em qua em chăm. Dạ. Đến mùng 3 là ok rồi. Mùng 3 thôi á. Ờ tới mùng 3 thôi. Từ giờ đến mùng 3 thôi là hết Tết rồi là được rồi. Dạ. Vậy là em cho em xin vé em ăn Tết nhà chị luôn ha. Không, em tưới cây để em về hết chứ. Thôi. Em phải ra đây em bán cây nữa. Không, tới mùng 3 em về rồi. 30 là em về rồi. Em xin vé em ở em ăn Tết đi. Được, ăn Tết được. Nhưng mà làm đi chị trả lương hậu hĩnh. Thiệt. Thôi tội chị em mà trời. Trời, gì chị em chứ mấy cái này phải trả lương hậu hĩnh chứ trời. Nhưng mà bữa giờ bán sao, ổn không? Dạ. Em bán cây đây ổn không? Dạ cũng được, ổn. Giống như mấy ngày đầu chị lên thì cũng chưa quen á. Chắc khách cũng đi mua lai 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 gai vậy nè. Mà sao em quyết định là em chỉ bán cây mai không chứ không bán nhiều loại khác hả? Tại vì nhà em có làm vàng thọ với cúc nữa. Nhưng mà vàng thọ với cúc thì ba em bán ở Cao Lãnh rồi. À, chia ra, chia thị trường ra. Chia hai chỗ, em với mẹ em bán mai ở đây. Yeah, hai đầu cầu Sài Gòn với đây là đầu cầu ở dưới. Dạ. Thử năm nay bán thế nào rồi để năm sau mình rút kinh nghiệm mình bán á. Dạ. Được quá. Chứ chợ mới cũng không có nhiều. Không mà chị thấy nhu cầu của mấy cô chú nhiều lắm. Tại năm ngoái lúc anh Khương anh bán á, cô chú cũng hỏi mua nhiều mà. Năm nay cũng có nhiều cô chú hỏi chị là năm nay Khương vừa có bán cây không? Dạ. Rồi coi có gì mua thì cô chú cũng có chị Hương ở nước ngoài ở Đức á. Hay mua khô bò của chị xong cũng hỏi chị là biết chỗ nào bán cây mai con không như vậy nè. Đó thì để hôm nay chân quay lên thì có gì cô chú anh chị xem thử, nếu mà mình muốn mua thì mình cứ ghé bên chỗ đường Nguyễn Phạm Huy Thông. Phạm Huy Thông đó, đối diện 147 Phạm Huy Thông. Để mình hỏi cái hoặc là em đọc số điện thoại em đi, để cô chú anh chị nào mà muốn hỏi thăm cái đường đi đến hay là cái sạp em ở chỗ nào thì dễ. Dạ, quý ông bà cô chú nào mà có nhu cầu về mai có liên hệ qua số điện thoại là 0345329803. Dạ, đây là số điện thoại của em. Rồi địa chỉ của em là đối diện cái đối diện 147 Phạm Huy Thông, phường 6, quận Gò Vấp. Đó, đối diện cái quán đó cà phê này, một quán cà phê. Đó. Hoặc là lên đây thì có gì mình cứ đi dọc đi là thấy mới lệ với lại chị gái. Chị mẹ mà như chị mẹ. Dạ. Rồi thôi gửi cho chị Trang Hải này đi nha. Dạ. Dạ. Cây thì giờ em tặng cho chị một cây nữa, chị cứ lựa đi. Thôi em tặng cho chị một cây nữa. Thôi chị chốt rồi là mỗi ngày 8 giờ em qua nhà chị em chăm cây tưới cây cho chị. Thôi chị em nhận cái cây tặng em đi, em qua em chăm sóc cho. Thôi chị không chịu. Không thiệt, hai cái này em bán chị thì em tặng cho chị thêm một cây. Thôi nữa. Chị chốt không nổi, chị lấy hai cây thôi. Em tặng cho chị một cây nữa. Thôi tiền chị không đủ. Em tặng mà. Thôi được rồi, sao chị tặng em phải tặng kìa trời. Thôi bây giờ chị nói nghe nè, bây giờ cái cây tặng á em giữ lại. Cô chú anh chị nào mà xem clip này của Trang nha, mà mình chạy ra đây đầu tiên, chạy ra đây mua một cây á thì bá lệ sẽ tặng cái cây của Trang cho cô chú anh chị đó. Em nói ví dụ nha, hôm nay cô chú anh chị xem cái clip này xong rồi cái sáng mai cô chú anh chị chạy ra của bá lệ, cô chú anh chị mua một cây mai, cái cô chú anh chị nói là cô mới xem cái clip của Trang LTB thì bá lệ xác nhận cô là người đầu tiên
nói cái câu đó, nói là cô xin lấy của trang YouTube bi thì Bé Lệ sẽ tặng cho cô một cây, coi như là cái cây thay vì em tặng chị thì giờ em sẽ tặng cho cô chú anh chị khán giả nào xem kênh của trang YouTube bi. Được chưa? Người nào mà đúng xem rồi, đầu tiên đúng rồi, người đầu tiên ở đây nói cái câu là cô thấy trên clip Trang nói là Trang để lại một cái cây tặng cho khán giả, người đầu tiên nó mua đó. Nhưng mà điều kiện là cô phải phải mua một cây cây mai hay là cây cây mai hoặc là một cây gì à, chỉ bán mai thôi mà. Mai thì mai có, mai con với mai tàn. Dạ đó, cô mua bất kỳ sản phẩm của Lệ là sẽ được tặng một cây mai của Lệ. Ok, quá hay ha. Đó nên cô chú anh chị nào mà vừa xem nó nghe câu này là chạy ra liền nha, chạy ra liền. Dạ đường Huy Thông, Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp. Rồi thôi chị trả tiền hai cái này đi, rồi cái cây kia chị cảm ơn nha, nhưng mà chị dành tặng lại cho hả? Không, chị nhận mà chị tặng lại cho cô chú khán giả kênh của chị hen. Rồi ok, đây Bé Lệ gói em chị đi. Vậy là chị đó của chị ba cây đó, hai cây của chị nè, với lại một cây, cây này là một cây 150 của bé Nương nè. Cây này cũng đẹp lắm nè, bé lựa đó, đẹp á, cây này lựa cũng đẹp á, cây này 150 cô chú anh chị, đẹp nha. Đó. Ờ mà nó gọn nha, nó gọn nha, cái này mình để trên bàn học đồ này cũng để đẹp lắm. Để bàn ông địa đồ á, đẹp đó. Rồi tính cho chị ba cây đi bé. Tính giá bán đó nha. Thì em tính giá bán mà. Đừng có nhân lên nha, đừng có lũy thừa lên. Nhân lũy thừa lên. Bây giờ bao nhiêu ạ? À? Ba cây ạ? À? Của chị 750 thôi. Là 700 thôi. Thôi, 750 là 750. Là cây của chị là 300 một cây. Dạ. Với lại cây của mấy Nương là 150 nữa, là 750. Nói giới thiệu để cô chú anh chị mình xem clip mình biết chứ mất công bán báo giá giá khác rồi lúc ra mua khác thì không được, phải không? Cái này ấy. Dạ. Còn này là chị hôm nay chị đến nè, chị đi dội quá chị không có ấy, nhưng mà chị có mang quà cho em. Ồ, nay em được nhận quà luôn. Cái này là em lấy vốn để em còn muốn bán nha. Thì đó, thì nói chung là chị là được anh Khương gọi là mở hàng, hiểu không? Thành ra là buôn bán xong mà giờ chị cũng có chút vốn, chút tiền rồi, thành ra chút nên là hôm nay là chị gửi cho em nha, coi như là vốn để em có thể buôn bán đất, xong mà coi như là vốn là em yên tâm về em ngủ luôn. Đây 4 tỷ của em. Lã này hả? Chứ em nghĩ sao chị 4 tỷ nè. 4 tỷ nè, này này 2 tỷ nè, đó. Rồi này 2 tỷ nữa nè là 4 tỷ. Đúng chưa? 4 tỷ nha, cái này là giờ vé số liền. Đó, cái này mà trúng một cái là coi như là em mua hết nguyên con đường này luôn. Nếu mà trúng hết là em mua hết là em về quê luôn. Đúng rồi, là về là mẹ ngủ ngon luôn. Đúng chưa? Đây gửi tặng cho em. Rồi, em cảm ơn chị. Nói giỡn thôi. Cái này là quà vui thôi nha. Rồi mong là Bé Lệ sẽ buôn may mái đất. Chắc ngày mai mốt gì đó chị đây, cái gì chị livestream để giới thiệu cho quý bà cô chú chị, với chị mang ít quà Tết cho em với mẹ. Dạ, em cảm ơn. Nãy chị đi dỗ quá, chị đi bên nhà của Thạnh về, cái chị không có mang gì hết. Chị đi công chuyện rồi về chị ghé luôn hả? Đúng rồi, hôm nay chị vô mánh được một đơn của anh Thái ô tô. Anh mua quà tặng cho các anh chị nhân viên ở trong chỗ đó 30 phần. Xong rồi cái chị mới đi giao, xong chị qua chỗ Thạnh á, chị cũng thăm tặng quà Tết một xíu. Dạ. Nên lúc em nhắn chị là chị mới chạy xuống là không mang, nên bữa sau. Sao dạ, chị ra lại chị mất vậy? Chúc em buôn may mắn đắt nha. Dạ, giữ giờ nha, 4 tỷ luôn á. Nha. Phải giấu liền. Ê, thương em sao bằng chị không? Dạ. Rồi thôi cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều đã hôm nay đi chơi chợ hoa Tết ở đường Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp cùng với Trang. Rồi cô chú anh chị đi một vòng với mình có nhiều loại sự lựa chọn lắm, nhiều loại cúc, lại cúc baby cũng có, cúc vạn thọ cũng có. Cúc baby là cúc gì chị? Cúc baby là cúc mâm xôi. Ủa ai đặt cho cái tại nó nhỏ với Hương gọi là cúc baby đó. Hoặc là có hoa màu gà nè, rồi cô chú anh chị có mai nữa. Mai thì mình nhớ đến Bé Lệ nha, để có gì ra cái có người quen mình giới thiệu mình lựa cho thoải mái. Dạ. Rồi có gì cô chú anh chị Lệ hướng dẫn như cô chú nghe cô chú như kêu cô chị là chắc chắn 8 giờ đó. Dạ. Mỗi sáng 8 giờ hồi qua tối nha. 7:59 em có mặt. Nhớ nha. Ngày mai mà không có là bốc phốt liền. Rồi xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị nhiều, chúc Bé Lệ buôn bán bán đất. Dạ. Ngày mai chúng vé số nghỉ luôn. Dạ. Nghỉ bán luôn. Dạ, cảm ơn chị Trang. Dạ. Dạ. Chúc chị Tết vui vẻ ha. Chưa, từ đây đến Tết chị còn gặp em nữa. Dạ. Chị sẽ cố để có thể livestream để giới thiệu cho bà con cùng mua với em. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ cô. Dạ con về nha. Dạ. Dạ xin cảm ơn quý vị khán giả thiệt là nhiều.
Kính chúc quý bà cô chú anh chị những ngày cuối năm thật là vui. Đó, có thêm một sự lựa chọn cho quý bà cô chú anh chị mua hoa ngày Tết nha. Dạ, yeah. Bye bye.